Ông ta đứng lên nè. Hello, chào cả nhà. Chào cả nhà quay lại kênh Săn Vlog cả nhà ơi. Chào cả nhà. Ôi, chào cả nhà đã quay lại với kênh Gió Đồng cả nhà ơi. Thì cả nhà thì hôm nay hai cô cháu con đang trở lại chỗ mấy cái viếng cái giếng cả nhà. Thì ở lần trước thì nói chung thì cũng rất là nhiều điều xảy ra và hầu như cái bà áo đen này bà đang cố và giúp mình. Nhưng ở đây mà cái ông lão mà hầu như là cô chú anh chị mình chưa thấy được. Chỉ là hai cô cháu cô thấy thôi. Thì ông này là đứng phía sau hầu như là tất cả những vong linh quỷ đây. Ổng như điều khiển. Thì hôm nay hai cô cháu con sẽ trở lại và sẽ làm sao ta? Tại vì ông đem mạnh quá. Không, có đem một cái đó bùa. Phải là bùa chợ, mình chợ giống thôi. Nhưng mà cả nhà con chỉ sợ như nè. Cái vấn đề đây thà chúng ta, cả nhà thà chúng ta mà có thể thấy được cái người phía sau, hiểu không? Thà mình biết họ, mình thấy họ và mình cảnh giác và mình có thể dễ dàng giúp đỡ cho những vong linh khác. Còn đằng này á, cái vong linh đó thường như gọi là ẩn hiện và chỉ tác động đến những vong linh và tác động đến cơ thể của chúng con, chứ hoàn toàn họ không xuất hiện. Đó là cái khó khăn đầu tiên tụi con phải trải qua. Thứ hai nữa là tâm bảo đen thì mới giúp mình, nhưng chưa hẳn cả nhà. Thì con cái kinh nghiệm mà tụi con đi trong bấy cái thời gian qua thì cũng chưa hẳn là tâm bả đã buông 100%. Tại vì nhiều trường hợp mình thấy vậy đúng mà, nhưng mà nổi nóng đi nào hay nổi nóng mà, tại vì tâm họ vẫn còn sân si, vẫn còn gọi là chưa buông bỏ. Thành ra thấy như vậy nhưng mà chưa chắc là như vậy. Chỉ mong rằng là hai con cháu gặp mọi điều nó suôn sẻ, mọi điều gọi là tốt. Nhưng mà cả nhà biết nói về tâm linh thì là một cái bức tranh mơ hồ, không thể nào mà tụi con bằng mọi giá, mọi cách mà có thể hoàn toàn làm như là ý của tụi con mong muốn. Đâu phải là nói như vậy, cái gì giống như tụi con hôm nay cũng mục đích đến là làm gì? Một, nếu mà được thì mình sẽ chấn áp, mình dùng biện pháp mạnh để thử coi, giống như là mình áp ngự cho họ, đặng cho họ nghe là mình thử được không. Nhưng mà cũng chứ tùy chắc thôi. Sao không? Tại vì đa phần á, những người nào mà xuất hiện một hay hai vong linh thì với kinh nghiệm và cũng như là thời gian qua hai cô cháu đã tìm và giúp đỡ rất là nhiều vong linh rồi, thì có thể là chấn áp được hai vong cũng được. Nhưng mà khi đó lỡ này thật sự là mình không có nắm được là tất cả là nhiêu vong. Tại hầu như họ xuất hiện là những cái vong gần đây á, thì biết rồi. Nhưng mà đôi khi có nhiều vong linh khác nữa họ xuất hiện mà họ không có cho chúng ta thấy, mà họ chỉ tác động này nọ và khiến chúng ta là khi mà đến gần những vong linh mà chúng ta chuẩn bị để giao tiếp để mà giúp đỡ cho họ thì bắt đầu là họ phía sau họ phá. Thì cái điều đó là một điều khó. Thì phải như á, mình trấn áp được một vong nào trấn áp được cứ đưa nó đi, hoặc là thuyết phục họ bằng mọi giá hoặc là thế nào đó để mà họ phải đi, thì những vong linh sau thì từ từ mình giải quyết. Còn đằng này khi mà mình đến là họ sẽ nói chung là tác động đủ mọi cách và đủ mọi phía cả nhà. Thì hai cô cháu hầu như là không có trở tay được. Hầu như là ba hồi á, thì người đi trước bị, ba hồi người đi sau bị, mà nhất là nguy hiểm người đi sau. Tại người sau lúc nào họ cũng nhìn chầm chầm vào người đi trước, và cũng như là những cái chị sứ mặc xí ga còn sau lưng tới thôi à. Nên đa phần là người đi sau bị nhiều nhất. Nó thì cô chú anh chị cũng xem đã hiểu, và cũng như là hai cô cháu đang rất là cố gắng. Thì hôm nay trở lại thì mình sẽ làm một cái kế hoạch nhỏ là cái như là áp chế từng vong và giúp đỡ từng vong.
Thì nói chung là trên cái vấn đề là hai cậu cháu đặt ra là như vậy, nhưng mà thẻ nó tùy thôi, tùy thôi. Lộc nghĩ là hai cậu cháu thì cũng định hướng là vậy, nhưng mà phải phụ thuộc vào sự may mắn, và phải nói là chưa bị bề trên gia hộ thì như vậy thì cậu cháu mới có thể dễ dàng hơn. Chứ nếu mà đối với sức lực chúng ta, tụi con nói thẳng ra thì cũng chỉ là một người bình thường, bình thường đó là biết chút đỉnh về thì biết chút đỉnh này kia nọ thôi, để chấm thôi, chứ thật sự là không phải là như thầy bùa thầy pháp mà họ có thể biết trước được vong họ muốn làm gì. Mà nói về vấn đề thầy thì dấn thân vô con đường đó rất là khổ, chứ không có sướng đâu. Nó ông thầy nó không khổ, nếu mà ông thầy chân chính nha. Đúng rồi, ông thầy chân chính là 100% nghèo. Nhưng mà ông thầy không chân chính cũng khổ. Nhưng mà những ông thầy mà không chân chính là họ sẽ điều kiện họ sẽ khá hơn những ông thầy chân chính. Khá giống như là vậy, là ngay tức thì ông khá, nhưng mà đời con cháu ông không khá rồi. Thì đa phần nó như vậy. Thì hầu như là những ông ở đây thì họ đôi khi họ cũng muốn chúng ta giúp đỡ, nhưng mà theo con nghĩ cái nhà chắc có lẽ họ đang bị một sự ràng buộc nào đó, và họ không thể phản kháng lại những điều đó. Họ bắt buộc phải làm những cái gì mà người khác xúi dục họ. Có một cách nè, có một cách để anh này xuất hiện nè, mà không biết có được không nè. Gì? Có một cách. Làm gì? Có thử đi. Có một cách, tại vì từng làm rồi. Bây giờ là tao nhớ làm trong cái xe tao có đem một cái chai nước, mà nước thấy nên bằng thờ, nó cúng à? Ừ, nó cúng. Bây giờ đó làm có nghĩa là bây giờ là mảnh đất mà hiện tại mình không thấy ổng nữa. Bây giờ mình sẽ lựa cái một cái cây nào đó, nói chung là nhọn nhọn á, mình sẽ đóng xuống dưới và mình đổ nước nó xuống. Ổng là có nghĩa là không cần, mình không cần ấy, nếu mà ấy là ổng phải lên thôi, ổng phải xuất hiện. Có nghĩa là chỗ nào mình nghi ngờ là ổng đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, mình sẽ lĩnh làm nghi thức cho đó. Ừ, là ổng phải xuất hiện, tại lúc đó mình đánh vô cái giống như là cái nguyệt của ổng, bắt buộc phải ổng phải xuất hiện. Thì bây giờ á thì mọi điều á chúng ta làm, cũng như là mọi ý kiến, cũng như mọi cái cách á thì hầu như cũng vô nghĩa đối với công này. Ừ. Thì bây giờ cứ có cách nào thử cách nấy. Đúng rồi. Hầu như á là mọi cách rồi. Hai con cháu cũng cố gắng hết sức, rồi Tú lúc thì Tú nghĩ cái này là cũng làm. Đó là cũng làm rồi, nhưng mà cái sức mạnh của ông ta nó vượt quá cái khả năng của hai cậu cháu, cho nên giờ chỉ còn một điểm như vậy. Mong thì hầu như những lần hai cậu cháu đây cái nhà, thật sự nếu mà không có những ơn trên mà phù hộ thì chắc có lẽ hai cậu cháu sẽ khó mà về được những nơi này. Tại vì những cái lần mà hai cậu cháu bị bắt xuống giếng, hầu như là có ơn trên ở dưới người ta giúp đỡ và ta đỡ lên. Thậm chí là có những người vong linh ta hiền. Ừ. Nhưng mà mình không có thấy được họ. Nói chung là mình đi cảm nhận được là có rất là nhiều bàn tay họ bỡ mình lên. Đúng rồi, đẩy mình. Nhưng mà ở đây là sẽ có nhiều bàn tay khác nghĩ mình xuống. Hầu như giống như là có hai phe, và đang giúp và đang muốn bắt nó. Thì hy vọng là tại vì tụi con đến đây hầu như là lần nào đến đầu tiên là con sẽ giái đất đai dương chập, cũng như là thủ thẳng để ở đây, để sau này ví dụ trong trường hợp mình có bị vấn đề gì khẩn cấp thì cũng mong cho họ gia hộ cho mình được an toàn. Mình đến là cũng phải đầu tiên là phải mình phải nghĩ đến họ trước, để tận những khi chúng con đi hoài như vậy hoài, tụi con rất là nhờ đất đai thủ thần của trạch. Thì cái nhà thấy những cái nơi này nè, thì hầu như đất nơi nào cũng có thủ thần hết chứ. Thủ thần. Tại vì mỗi đất, mỗi một khu vực là có một vị. Thì thủ thần là cũng như thần tài thủ địa đó, nhưng mà vấn đề ở đây thủ thần này thì sẽ không giống như chúng ta nghĩ là ông thần tài là ông vậy, ông địa vậy, không phải. Ở ngoài đời không phải vậy, ý cứ nghĩa là ở trong thực tế không phải vậy. Không, tại vì tưởng tượng thôi, ta đúc thôi, còn hình dáng hầu mỗi như nơi mỗi khác. Thậm chí gương mặt của ông khác mỗi nơi cũng khác, có nghĩa là thậm chí gương mặt hình rất đâu, là dữ đâu phải có một ông, đúng có rồi. Hàng ngàn hàng vạn ông mà. Thì mỗi ông cả một cây quả một vùng đất vậy đó. Giống như người này tu thì ta đắc đạo thì ta ở thổ địa đó. Đúng rồi. Nhiều người khác này kia. Mỗi vui một nước con vui. Thôi cả nhà, thì bây giờ hai con cháu sẽ đến những cái giếng này và xem thử hôm nay như thế nào cả nhà. Có mời cả nhà cùng tụi con đến nơi đây để xem hôm nay nơi đây như thế nào. Đi cả nhà. Thưa bà cô chú ơi, thì giờ hai con cháu con đến, nói chung là lần nào đến cái giếng nước đầu tiên chứ. Không phải, tại do mình muốn đến thôi. Đi sao? Tại vì tụi con đến đây cả nhà. Thì tại vì nơi đây là cảm giác như là cái giếng hình như linh thiêng nhất. Của cái vong linh mà ngự ở đây là hình như mạnh nhất, cho nên tụi con lúc nào cũng lấy cái nơi đây là. Ủa, cái bọc ai cột cái cây đấy ta? Ai biết rồi.
Mấy mình thiếu đến có không? Hả? Có. Có, bữa lần trước đến là có đó, nhưng mà trước nữa thì không có biết. Ủa nhang đâu rồi? Rắm á, có mua bánh coi. Có mua bánh. Ờ, có bánh chưa? Coi. Ê. Chết chết. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay hiện tại bây giờ hai con cháu con đang có mặt tại vùng đất Hiện Tiền ở đây, cũng xin giang giái ông bà cô bác cái này, ai những ngày phước mặt phước mãi đây, ông bà của thằng của địa ở đây. Thì ôi trời, cẩn thận ơi. Hôm nay tụi con đến đây, những lần trước á, thì tụi con đây chỉ một lòng là muốn giúp đỡ như hương linh. Con mong các ngài bề trên gia hộ độ cho tụi con, và có một cái sức mạnh gì đó để mà giúp đỡ các nơi này. Tại tụi con thấy những nơi đây cũng đang ở trong một cái bể khổ, và họ không thể rút ra được cái nơi này. Thì con rất được mong ông bà của mặt mai đây, cũng như là những ai đang chịu khổ này muốn đi về cõi khác, thì cho tụi con có một cơ hội để giúp quý vị đây. Nam mô A Di Đà Phật. Hầu như là nó... cái gì? Hầu như lần nào tôi giái cũng không linh như sao. Kỳ đó. Ừ. Không giái họ không xuất hiện. Có sợ bà áo đen đó. Bà đen mà nào tao cầu cái là bà xuất hiện trước coi. Ừ. Ông làm khám thử coi. Này nè mẹ đi tao làm nó khám. Kỳ nhiều khi. Tôi thấy có người hạp với không hạp không? Rốt thêm 3 cái nhang nữa đi. Chết rồi. Cho em xin. Dạ. Yeah. Em xin cái quẹt đấy. Đem theo hoài, bỏ ba lô hoài luôn không lấy. Cái gì? Tiếng gì bẹp bẹp bẹp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con cầu Phật Tổ Phật Thầy, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi, chư vị đất đai nhân trạch, thổ thần thổ địa. Ở đây thì con cầu tất cả các vong hồn, những vong linh mà chết chặn, những quan hồn uẩn khúc, những vong linh mà không nơi nương tựa và chưa thoát, thì hôm nay hai con cháu trở lại đây thì cũng xin tha thiết cầu khẩn những vong linh hương hồn đang ngự trên mảnh đất này, thì nếu mà có đủ duyên đủ phước đó, thì hôm nay tụi con đến đây thì giúp đỡ cho vong linh. Rất mong là vong linh có thể nghe những gì mà con khẩn và những gì con cầu. Ê, mong kia, rằng là nhìn điều kia. Con nhìn hướng này nè, hướng này nè, ngoài sao bữa nay không phải là bà kia. Dạ. Sao bữa nay không phải là bà kia? Ai đâu biết. Bà áo trắng á. Chắc cái bà nhìn giống con cái có bầu quá vậy. Sao bữa nay không phải là bà kia ta? Nha. Sao nay lại không phải bà kia? Nay đem nhiều đồ thôi nặng quá. Nam mô A Di Đà Phật. Bà ơi, thì hữu duyên, con không biết là hai con cháu con có duyên gì đó với bà
mà được bà ra nghênh đón như vậy thật sự rất là may mắn. Thì con biết tâm của bà hiện tại chưa có hoàn toàn buông bỏ được, cho nên con có mặt ở đây để mong rằng là giúp đỡ và hướng dẫn cho bà tìm đến cái cõi thiện, cái cõi lành mà được siêu sanh về cõi tịnh độ, mà hướng về Phật để được đi siêu thoát. Con mong rằng bà là công chứng cho lòng thành của con đến đây mong mỏi những điều tốt đẹp đến, cũng không có muốn là làm những điều gì mà ảnh hưởng đến bà hết á. Chẳng qua là gì hôm nay có gì cái bịch rồi. Ê cái gì vậy? Đỡ được không? Còn tiếp không? Cần tiếp không? Gì? Bảo đen. Đâu? Đó ngay bển đó. Ơi. Ôi gì Phật. Bà này tao cảm giác hôm nay bà rất là yếu. Gì? Bà yếu. Yếu à? Ừ. Bà cảm giác. Này, đi. Đi. Bà không có sức mạnh như bữa hổm. Nam mô A Di Đà Phật. Thì trước tiên đến giao tiếp với bà thì con xin chào vong linh của bà. Thì hiện tại bây giờ thì con chưa biết được tên tuổi cũng như là bà đã chết bao lâu, cũng như là bà bị cái trường hợp như thế nào mà mất. Thì trước tiên con xin phép gọi bà bằng bà. Thì với mọi điều kiện và cũng như là bà đang có cái nỗi lòng như thế nào và oan khuất như ra sao, thì nơi đây hai cậu cháu con đến đây hôm nay là để giúp cho bà, và cũng như là cái cơ hội để cho bà có thể rời khỏi đây và đi siêu thoát về nơi khác. Ôi sao thấy bà rung. Bà đang tức giận gì á? Thì không biết là hai con cháu con đã đến đây đã làm điều gì khiến cho bà tức giận. Thì con hy vọng qua cái sự giao tiếp thì giữa hai đứa con và bà để có thể hiểu thêm về nhau, và cũng như là không biết bà đang muốn gì. Thật sự thì đây con chưa có hiểu ý cho bà. Nếu mà bà thật sự bà muốn tụi con giúp như thế nào, tụi bà có thể thốt ra những lời nói của bà để con hiểu được. Ơi gì bên đây kìa bà lão. Cái gì? Ủa bà này bà nào? Cái gì? Bà này bà nào? Ủa sao mà áo đen mà đầu trắng? Ừ. Bạc. Bà này bà nào nữa? Ừ bà áo đen kia đâu? Là bà đang không? Không biết. Kêu ai vậy? Kêu mày hả? Nam mô A Di Đà Phật. Con hỏi bà ra kêu con không không ạ? Kêu ông. Nhưng sao nữa? Đây là bà bữa hổm. Bà hổm tóc đen mà. Ừ. Bà kêu tao làm chi? Tôi thấy cái dốc dáng này da bà, cái bà áo đen tóc đen luôn á. Ừ. Cũng kêu đứng chỉ vậy đó. Hỏi thôi. Đi xích đẳng, đi xích đẳng. Gì? Bà chỉ tao á. Ừ. Nam mô A Di Đà Phật. Thì bà ơi, thì con không biết bà hay là ông.
thì không biết bà đang làm điều gì. Tụi con ở đây thì chưa hiểu ý bà lắm. Ở đây bà muốn con đến hay là muốn cậu con đến? Bà muốn cậu con đến đúng không? Đó, rõ ràng không? Bà nói là bà muốn con đến kìa. Gì ta? Kìa, cái tay xá xá kìa. Bà cho tay xá xá kìa. Ở đây là bà muốn ông đến gần để... Okay. Ơi! Ơi! Cái gì? Ông nào vậy? Ê! Ê! Cái ông có búi tóc! Đúng rồi! Cái ông có búi tóc nè! Cái ông bữa đó! Ừ! Cái ông bắt đi nè! Lôi tôi đi nè! Thì cái ông mà tôi bị tôi... Ông lôi tôi hoài nè! Gâu bạc, gâu trắng mà búi tóc nè! Ô, mình chưa có sử dụng nghi thức gì cho mẫu xuất hiện rồi. Ê, người hay là... Người nào làm gì? Đi xếp đặng thôi đây. Nam mô Phật ông ơi. Ê, bà nhìn sao mình hình dáng tóc tai gì cũng giống tiên quá ha. Phải không? Sao đâu? Có búi... Ê, mấy ông búi tóc, mấy ông thầy bùa. Phải không? Búi tóc tì, tì đạo. Ở đâu rồi? Ông mới thấy đó mà. Đâu rồi? Vô cây xà. Ừ. Ê, ở đó có một cái cây xài mà bữa đó tao thấy ông ta lôi mày vô trong đó. Dạ. Yeah. Gốc bữa đó đó. Đi bánh không? Đi chứ. Cái đèn không gắn lên. Chết cha rồi. Có đèn nó thui rồi. Nè nè mày đi bên trước tao lấy cái đèn. Ừ. Nè, đi qua bên cầu cái xài đó đó. Ở đâu mày đốt nhang đây nha, tao vừa qua tao lấy cái xài một cái. Ê lộn, tao lấy cái mít, ê cái đèn cái. Ô, chết bà bỏ lúc này. Mồ gì đây Phật. Nó mồ Phật thì ông ơi, ông đang có cần tôi giúp gì không? Tiêu ta, mới thấy ông đi vô đây mà. Gì vậy? Tiêu rồi. Ông ơi. Mất tiêu không? Ông tư tận năng viên anh vậy. Đây, 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 đây. Cái bà. Nam mô Di Phật, con chào bà. Mày đâu rồi? Bên đây, bên đây, đây. Ý bà muốn nói sao ạ? Là kêu con đừng đi tìm ông đó hả? À. Có gì không? Bà đây nè. Gặp chưa? Đó, đứng trước mặt mẹ. Phải. Cái gì? Ông ta đứng lên nè. À, đi chết đứt cưng. Đứng gắt vậy. Đứng gắt vậy. Cá quậy. Tôi đang đi tự nhiên có gì kéo vô bao nhiêu đó đó. Quay lại thấy ổng. Ê, cái bà áo đen mà tóc trắng hồi nãy, bà
ba phát tài kêu đừng kiếm con già đó. Không phải ba kêu đừng kiếm con già nữa đâu, mà ba kêu mày đừng vô trong á, đúng không? Không biết nữa, tôi hỏi, phải đừng đi kiếm con già hay gì. Ba đúng, ba gật đầu. Ông này là một cái ông gọi là ông phải là đúng là ông vừa dông, nhưng mà lúc trước ông lúc còn sanh tiền á là ông là một người vị thầy bùa. Ừ. Nhưng mà ông này á thì cốt cách và đạo mạo của ông ta là một người gọi là như nào ta, gọi là cao siêu, và phải nói là nhìn được rất là hiền từ, đúng không? Nhưng mà tại sao như vậy ta? Cái ông tóc trắng nó xuất hiện hả? Dạ. Đi chậm. Thấy hình dáng ông ta thật sự là ông cũng giống như là một cái vị gì đó mà một vị thủ phàm thủ địa. Ừ. Một cái vị gì đó gọi là cũng đạt đắc đạo. Ừ. Chứ không phải là một người cơ khơi. Ê, đôi khi ông này ông nếu mà ông tu hành cái gì đó ông có thể giả được á. Cũng có thể, một là vậy, hai là vậy nè. Tại vì con người chúng ta thì ai cũng có tâm sân si hết. Ừ. Nhiều khi là tuy ông vậy nhưng mà có điều gì đó mà đã làm ông thay đổi. Ừ. Ê. Dạ. Để nhìn thấy nè. Mà đường này bít cây bít quá bít rồi. Thấy. Nhưng mà quá phức rồi. Bởi vì... Đi rồi, từ bít đi. Chừng gai nha, còn không gai không bít. Cái gì? Cái gì? Ý, bà giả này nè quên. Nam mô Di Đà Phật. Ý bà nói là sao? Đừng qua đó hả? Vì bà ý sao hôm nay? Hôm nay ba hai bà này đi chung. Gì? Ủa? Ủa? Không phải. Một bài quát lại hoặc đi. Nam mô Di Đà Phật. Vừa cái bài là nhóc luôn. Ừ. Mình phải tin là mình tin Bảo Đen. Giúp Bảo Đen đi. Vừa thở dữ gì. Bà ơi. Bà người phụ nữ trắng phía sau, tôi không biết tên tuổi, họ tên của bà là gì. Nhưng tôi đến đây thì mục đích cuối cùng và hai cậu cháu hướng đến đó là giúp hai bà đi. Nếu có đủ duyên với người nào thì hai cô cháu tôi giúp cho người đó, còn bằng không thì tôi cũng gắng cố gắng để cho. Vừa nó treo lủng lẳng lẹn hết chân luôn kìa. Ừ, bà nhiều gì? Ừ. Ông ta đó. Bây giờ 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 giúp bà thôi, giúp được không? Bây giờ có cái bông bà áo trắng đang làm bị bả đó. Trời trời xuống à. Giấy. Gì đau quá vậy? Được không? Ừ. Được không? Được không? Căng. Tôi sợ lôi ra rồi mày ông lại đau thêm. Trong... Ông lôi tôi vô đây nè. Trời trời. Mày tự ấy được không? Được không? Trời trời. Ông ơi bây giờ tụi con đến đây đi ha. Giúp ông bây giờ. Cái nó muốn nuốt chửng cái đầu thú chấm. Ông bây giờ. Ông làm chuyện ác hoài cũng không có nên được gì đâu. Ông nên quy y Tam Bảo và hướng về Phật pháp đấy để mà siêu thoát. Còn nếu mà ông có căn tu thì ông có thể trở thành ở cõi trên. Ông cái gì?
Ổng, ổng chặt tao tiếp mày không? Ông niệm tiếp tôi đi, tôi gỡ không được rồi. Từ từ. Mồ gì là Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cầu Phật Tổ, Phật Thầy, chư Quan, chư Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị Năm Non Bảy Núi. Tôi cầu vong linh đang ngự nơi đây. Tại vì hiện tại là hai con cháu đang rất là nhỏ nhẹ và mong gần nữa. Ông còn chẳng ông sao mà nghe tiếng ở ngoài? Không biết cái tay đâu vậy, thòng bóp cổ tôi nè. Ôi trời, đâu cái hốc này gì đó giờ đâu thấy? Cái hốc này đó giờ mình đâu thấy mày? Nè, có sao không? Vô tay bóp tôi, bóp thủng thịt luôn. Lôi chóng được cả nhà. Cái tay, nắm tôi mà bấm vô mà bóp thịt luôn rồi. Cái cây này nó thông đâu á, nó thông đâu tới ngọn chứ nó gì á. Ủa cây này cây chết, cây vừa chết, mới chết. Ừ. Mà cái này ấy giống như bị đốt á, mà đốt hay làm gì không biết. Ôi da. Ôi da. Ôi da. Ôi đau quá. Mày phải vô bấm không? Gì lũng lỗ nhoi vậy ta? Không biết con cổ vậy ta? Này lỗ nhoi vậy? Không? Này hai ba lỗ luôn gấp lưng nè. Ừ. Kỳ vậy? Đi vào cái giếng lớn này. Cái gì? Coi chừng, cẩn thận. Dơi không đó. Dơi này làm gì nó muốn tấn công mình đó. Nó bay sẵn sẵn vô mặt không đó. Ừ. Hôm nay là ngày khoảng chừng 13. Ôi, con dơi nó bay kìa nhóc luôn. Ông có nghe tiếng dơi không? Nghe không? Tôi nghe nó hướng bên đây hay gì á? Đâu phía trong giếng. Kia găng không kìa. Ừ. Té nó thấy bà luôn. Ủa mà cái này đâu ra vậy? Gì? Cái này đâu ra vậy? Ai biết? Ở ngoài ta? Không biết nữa. Kệ bà. Dạ. Thầy cô có thấy bà không? Bà thường mới xuất hiện hôm nay nhỉ? Ê kìa, thấy không? Ê, ba bông luôn, ba bông luôn. Bông nào? Kìa. Ông già luôn kìa. Ông già nào vậy? Ủa? Ông già nãy đó. Sao cái đầu ông kỳ vậy? Không biết nữa. Ủa mất tiêu cái đầu rồi. Phải không? Còn thấy tóc mà cái mặt không thấy cái mặt. Không, kỳ vậy. Nam mô A Di Phật. Hỏi các vong linh hương hồn đây, ai cũng có cái nỗi khổ và ai cũng đang thật sự rất là muốn được đi siêu thoát. Mà ở đây tụi con biết là các hương linh đang bị sự một ràng buộc gì đó của ai đó, không thể làm chủ được bản thân của mình và làm những điều không tốt và sai quấy, tạo nên tội nghiệp và vĩnh viễn không được sinh. Thì hôm nay hai con đến đây thì cũng là cái cơ duyên mà để cho các hương linh được có điều kiện để mà bày tỏ và cũng như là cứu vớt cái vong hồn của mình để mà sớm được về nơi cõi lành, hoặc là chuyển kiếp làm một con người mới hoàn hảo hơn. Ấy vậy có sao? Được không?
sao nó mạnh dữ vậy? Nãy nó yếu mà. Tôi nói thấy chịu mà. Ông già sao đứng kìa. Hay là ông già đó ổng làm chợ với bà này. Chắc vậy quá. Nam mô A Di Phật. Thì con nghe, không biết là vong đang cần cái gì. Ông đi đâu rồi? Cẩn thận nha mẹ. Bà ơi bà, có thấy bây giờ bà nghe lời người khác mà làm hại vong cái bà áo đen này á, thì bà tội nghiệp cứ trầm trọng mà không có thấy sót được đâu. Ê bà làm gì bà già kìa. Mày ơi mày đâu không? Từ từ đã. Nhang đâu tiêu rồi. Được không mày? Cần tao tiếp không? Quẹ ra, quẹ đi. Quẹ nè, quẹ nè. Cần tao tiếp không? Ê ông già đi ra từ từ. Mày đi gần gần, bắn tiếp bà. Ông già, ông già. Tao đi. Mày đi ha, tao đi. Đi đi đi, câu bả người tụi nghiệp đó kìa. Dạ, dạ. Quỷ đó. Bà là càng làm bà kia đau khổ thì bà nửa bà chuốc lấy giống vậy đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mà bà đủ bà áo trắng đi ra coi. Được không? Tao tiếp không? Ôi trời. Ở đây á, bà đang tạo nghiệp cho bản thân mình mà không thể siêu thoát được. Con hy vọng à. Được không tôi? Được không? Được không? Được không mày? Được. Sao trời. Cả nhà nguy hiểm quá. Cái thằng đu ơi. Được không? Ai còn bị gì vậy? Không biết người ai đó. Ông là vị thần thánh ma quỷ gì đó ở phương nào đến đây? Tốt nhất ông á, tốt nhất ông muốn bỏ đi, đừng tiếp tục sát sanh hại vật, chuốc lấy đau khổ cho bản thân mình sau này. Dù ông có mạnh tới đâu đi nữa cũng không có thoát khỏi cái lực nhân quả mà giống gì tạo quá đã sinh ra như vậy rồi. Các người muốn gì đây? Ông là ai? Có thấy hình hài ông cũng giống như một vị đã đắc đạo, cao nhân đắc đạo mà. Nhưng mà tại sao ông lại làm những cái chuyện xấu như thế này? Tôi nhìn cái út cách đạo mạo của ông á, là một người vậy, không phải là một người thường. Mà vì sao mà ông lại đi ra con đường ma đạo? Bà ơi, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ông phải thả bà ta ra đi. Ah!
Không có tác dụng gì với họ chứ. Không có tác dụng, ông già này mạnh lắm. Lúc nãy á có ai đó kéo tôi lên đây, lùi ra đây. Đâu hết trời. Nè, cái xí cổ tao tưởng chết luôn rồi á. Còn cái áo nữa. Ừ. Mà mày lúc đó tôi bị gì? Tao dùng dãy đứt cái áo xếp té cao. Lúc đó tôi bị cái mũi cái nó ôm gắt luôn, nó giờ đâu. Nếu mà tao mà không dùng dãy không lại nó là rồi vậy. Nãy giờ chết rồi, không còn tao đâu. Ê, mà như lúc mà tao dùng dãy tao thấy có ông già gâu trắng. Ông già gâu trắng hả? Ừ. Hình dáng sao nhớ không? Gâu trắng. Ê, sao giống ông già mà cũng giống mà cũng không giống. Là sao? Giống là giống cái ông mà theo hộ tao đó, ông theo giúp đỡ đó. Ở trên ông như trắng, ông không có tóc. Gâu trắng cao vậy nè. Ừ đúng rồi. Gâu vậy nè, dài xuống nào quấn quấn. Tóc ông vậy nửa sao quấn quấn. Mặc bộ đồ trắng. Ủa sao ông tả giống ông Tiên cái gì? Ừ. Ông Tiên mà theo giúp đỡ tôi ấy. Mà tao các ông giúp tao cũng y gan vậy đó. Hay là có nào cùng một ông ta? Không biết sao mà giống, tôi ông, giống ông như ông Tiên mà tôi ông giúp đỡ tôi là tóc bạc, râu bạc, nói chung coi nấu luôn mà trán cao. Ừ trán cao. Mặc đồ trắng, đồ trắng. Ờ. Đúng rồi, cô công chúng ta cũng ông đó đó. Ủa. Ông cái này cùng một ông không? Nhưng mà ông này giống như cái viên mạo nó hơi khác khác ông kia chút. Hơi nhưng khác mà rất là giống. Ui giống như 90 mấy % vậy. Bà này ba cái bớt lên la dữ lắm rồi. Ê, tôi đồn con linh này nó đang ở đâu vậy? Cái gì? Ở đâu mà kêu dưa? Nghe không biết đâu gian rộng. Nghe gian rộng đúng hết trơn á. Cô biết đi đâu? Đi qua bên cái giếng thử coi. Mà cái giếng đó hình như nãy ông công già râu bạc xuất hiện đó đó. Gì? Cẩn thận ơi, cẩn thận phía sau nghe. Một cục đá luôn. Cái gì? Ở đâu rồi? Không biết. À, gì? Cái gì? Ủa? Ở đâu mà tự nhiên sao nó chồng tới trời. Nó lo tôi gặp phía sau tôi ghi lên, nó lắm tôi ghi lên, tôi ghi không nói. Tôi nghe xung quanh này nhiều lắm luôn á. Có sao? Ờ, không sao. Đốt bỏ luôn rồi. Mà hoàng dữ không? Đừng để nữa. Đúng luôn hả? Đúng luôn, đúng luôn. Cho coi tôi cần đang đốt mà sao nên tự nhiên nó. Nó sao? Gì? Tiếng gì trời? Ủa?
Hả? Sao hả? Ông làm cảnh tôi đâu mày? Ngồi tôi ăn lên cái tao tôi giật con chú khác hả? Mày cầm đi được không? Đi tao. Ông cầm đi. Thấy không? Có gì đó không, cái tay mình giống như muốn đốt rồi, có cái gì đó nó tác động như cái tay giật ghê quá. Ơi, cái tay tao. Ơi.